Số tài liệu tình báo mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây không chỉ nói đến Ukraine và Nga, mà còn cung cấp cái nhìn về những hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc. Đáng chú ý, một tài liệu đề cập chi tiết vụ thử phương tiện lướt siêu nhanh DF-27 của Trung Quốc ngày 25 tháng 2. Phương tiện này bay 2.100 km trong vòng 12 phút với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ được đánh giá ở mức cao. Vào năm ngoái, chính phủ Mỹ cho biết Bắc Kinh đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa DF-27 tầm bắn 5.000 đến 8.000 km. Theo các chuyên gia, tên lửa sử dụng phương tiện lướt siêu thanh được thiết kế để bay nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khiến việc bắn hạ chúng là gần như không thể. Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia có chương trình phát triển vũ khí siêu thanh tiên tiến nhất thế giới.